Hiện nay trên địa bàn Trân Thành có 1.230 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo công ăn việc làm cho hàng chục ngàn công nhân lao động trong và ngoài tỉnh đến làm việc. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty doanh nghiệp ngày càng khởi sắc, góp phần tăng thu ngân sách cho Trân Thành nói riêng và tỉnh Bình Phước nói chung. Và với nền tảng 4 tốt hiện nay gồm hạ tầng tốt, nhân lực tốt, chính sách tốt, dịch vụ công tốt, Trân Thành đã sát cánh cùng chính quyền tỉnh Bình Phước hoan nghênh, chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước, cam kết cải thiện môi trường đầu tư, đảm bảo thông thoáng, minh bạch, hoàn thiện các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư vào địa phương. Sự kiện Trân Thành lên thị xã cũng mang đến rất nhiều kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp. Và chúng ta cùng theo dõi xem cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ vọng điều gì, quý vị nhé. Trân Thành được lên thị xã, bản thân tôi và doanh nghiệp rất vui mừng và phấn khởi. Tôi mong các cấp, các ngành có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển như về xuất nhập khẩu, đầu tư nhiều về cơ sở hạ tầng, cho đô thị ngày càng văn minh và hiện đại, xây dựng nhiều khu nhà ở xã hội cho công nhân và các thiết chế văn hóa thể thao để cho công nhân được vui chơi, giải trí sau giờ làm việc. Tôi mong muốn là các cơ quan chính quyền các cấp tạo điều kiện hơn cho doanh nghiệp để phát triển hơn nữa, như các hạ tầng như điện, đường, trường trạm sẽ làm sạch đẹp và thông thoáng hơn nữa để Trân Thành càng ngày càng đẹp. Rồi Trân Thành sau này sẽ lên thành phố. Tôi rất là phấn khởi khi Trân Thành lên thị xã. Thì là một doanh nghiệp xây dựng ở Trân Thành thì tôi mong muốn các cấp lãnh đạo, chính quyền tạo điều kiện về cơ chế chính sách để cho các doanh nghiệp xây dựng như tôi được phát triển thuận lợi. Trân Thành sẽ trở thành một đô thị hiện đại. Khi Trân Thành lên thị xã, nó sẽ là một bước chuyển mình, một bước chuyển mình để cho doanh nghiệp trẻ có thể cọ sát với các doanh nghiệp bên ngoài và đầu tư tại thị xã Trân Thành. Đồng thời, tôi rất mong muốn các cơ quan chức năng và các nhà đầu tư về đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng Trân Thành một cách nhanh chóng để hoàn thiện dần bộ mặt của thị xã xứng tầm là một thị xã trẻ và phát triển.